Lần trước mình chỉ đi ở dưới thôi. Phía trên cho mình coi cái phật bắn y chang phía trước đi 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 bộ chơi thôi chứ trên này không có bán gì hết, ở dưới cũng chẳng có gì hết. Sau dịch cái là nó đóng cửa hết trơn. Chưa 2:30 trưa mà nó vắng như là cái chùa mà đã vài người đi đã đi bộ đi qua đi lại thôi chứ không có gì hết. Thank you.
nãy vô mình vô cái tiệm tạp hóa mình mua kem, mua được 3 cây kem. Ây da, mình vô tiệm tạp hóa mua được 3 cây kem. Đó, 3 cây kem. Ok, qua đây ngồi ăn một cây, hai cây đem về cất tủ lạnh. Ok, còn biết nó có chảy không nữa chứ. Ôi xời,